tìm một lối đi riêng. Đường đời không phẳng lặng. Học cách đứng lên từ thất bại. Bản lĩnh, đam mê với một cái tâm trong sáng. Vững bước hôm nay, vinh quang ngày mai. Đường đến thành công phát sóng trên kênh truyền hình Net Việt VTC10. Xin kính chào quý vị, tôi là Hạnh Phúc, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đường đến thành công phát sóng trên kênh truyền hình Net Việt VTC10. Thưa quý vị, có đoạn clip ngắn mở đầu chương trình vừa rồi thì chắc hẳn quý vị đã phần nào hình dung ra nhân vật chính của chương trình Đường đến thành công tuần này. Đó là một anh chàng trẻ tuổi, đam mê, có một chút gì đó dí dỏm, hài hước, đáng yêu và đặc biệt là thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời đến chương trình một nhân vật trẻ như thế để chúng ta hãy cùng xem rằng là thành công của một người trẻ tuổi có gì khác với thành công của một người thuộc độ tuổi trung niên hoặc là lớn hơn. Và xin được giới thiệu với quý vị thêm là chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật này để tìm hiểu xem tại sao anh chàng cử nhân của trường Đại học Kinh tế Quốc dân lại quyết định từ bỏ lĩnh vực chuyên môn của mình để chuyển hướng sang một lĩnh vực khác, đó là ngành nghệ thuật, văn hóa và giải trí, và đã đạt được những thành công nhất định đối với những chương trình sự kiện do anh dàn dựng một cách công phu. Chúng ta có thể kể đến là Hoa hậu Việt Nam, Miss Teen, trò chơi âm nhạc, Siêu đầu bếp hay là Chúc bé ngủ ngon. Và xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị nhân vật chính của chương trình Đường đến thành công ngày hôm nay, đạo diễn trẻ Hoàng Công Cường. Vâng, xin được chào khán giả của kênh truyền hình VTC10 và xin được chào khán giả của chương trình Đường đến thành công. Xin chào MC Hạnh Phúc. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan giúp các đạo diễn trẻ có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng trên mảnh đất vốn một thời không phải đã dành cho họ. Làm sao đạo diễn trẻ có thể chứng minh được rằng mình đáng tin cậy hơn những người khác? Đó là điều khác biệt giữa các đạo diễn lớp trước với thế hệ mới vào nghề hôm nay. Những đạo diễn trẻ đã có những thuận lợi ban đầu và nếu họ muốn đi vững chắc trên con đường lựa chọn của mình, vậy điều gì đã làm cho chàng sinh viên trường Kinh tế Quốc dân bén duyên với ngành nghệ thuật văn hóa và giải trí với một chỗ đứng vững chắc trong nghề qua nhiều chương trình đại nhạc hội do anh dàn dựng công phu? Ngày hôm nay, chương trình Đường đến thành công muốn nói đến một con người như vậy, một đạo diễn trẻ đã thành công trong việc tạo dựng tên tuổi của mình trong những năm gần đây. Trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn anh Hoàng Công Cường rất nhiều đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Là một người trẻ tuổi mà sớm có được những thành công ngay từ khi tuổi đời còn trẻ như thế thì anh cảm thấy như thế nào? Thực ra thì khi mà được bước chân vào trong chương trình Talk Show Đường đến thành công là một cái vinh dự rất là lớn với tôi. Vì sau cả một quá trình thời gian và trải nghiệm với ngành lĩnh vực truyền hình, làm những năm tháng mà tôi rất là vất vả và say mê đi tìm kiếm và để có được ngày hôm nay thì quả là một cái niềm vui nho nhỏ. Tất nhiên là sẽ còn rất nhiều ở chặng đường dài phía trước liên quan lĩnh vực truyền hình và cái nghề nghiệp đạo diễn của tôi. Tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên thì những bước đầu khởi động trong một thời gian rất ngắn mà tôi được tham gia vào nhiều các show diễn lớn và nhiều chương trình được mang tên tuổi của mình thì đó là một cái niềm vui mà đến bây giờ thì tôi nghĩ là tôi có một chút gì đó làm động lực để bước tiếp những con đường tiếp theo. Khi mà quý vị khán giả theo dõi chương trình Đường đến thành công của chúng tôi thì quý vị đã được
chiêm nghiệm và được nghe rất nhiều những cái quan điểm về thành công của rất nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng ngày hôm nay thì có lẽ là quý vị khán giả cũng đang rất tò mò, không biết là đối với một người trẻ tuổi như Hoàng Công Cường thì anh quan niệm như thế nào về thành công, đặc biệt đối với những người trẻ? Với những người trẻ mà quan niệm thành công thì theo tôi nghĩ thì thành công thì nó sẽ theo cái suy nghĩ của mỗi người, theo quan niệm của mỗi người như thế nào là thành công. Còn với tôi, thành công là tôi được làm những gì mà tôi muốn, tôi được làm những gì mà tôi ấp ủ và tôi sẽ làm và tôi làm bằng được nó. Và thành công với tôi thì còn thêm một yếu tố nữa là tôi sẽ mang lại niềm vui cho mọi người, mang lại niềm vui cho tất cả ekip của tôi khi mà tôi làm các chương trình. Và một yếu tố thành công mà tôi nghĩ rằng là tôi phải luôn theo đuổi đó là tất cả những cái dự án mà ấp ủ của tôi và cũng như là những ekip thực hiện chương trình cùng với tôi sẽ mang lại cho một cái chương trình mà mang dấu ấn đặc biệt, mang tên tuổi của tất cả anh em ekip thực hiện chương trình và đặc biệt là của những người mà bên cạnh tôi. Vậy thì ngày hôm nay chắc chắn là quý vị khán giả sẽ được lắng nghe những câu chuyện về những niềm đam mê ấp ủ từ rất lâu của đạo diễn trẻ Hoàng Công Cường. Chúng tôi được biết rằng là niềm đam mê nghệ thuật, niềm đam mê văn hóa giải trí lại không phải là sự lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời của anh. Đúng như vậy ạ. Tức là chúng ta sẽ quay lại thời kỳ cách đây khoảng hơn 10 năm khi mà tôi đang là một cậu học sinh chuẩn bị và thi vào đại học. Thì lúc đó thì toàn bộ gia đình của tôi đó là một gia đình mà đi theo kinh tế và đi theo quân đội, hoàn toàn khác biệt, không liên quan gì đến nghệ thuật. Thế thì bố mẹ tôi cũng định hướng cho tôi sẽ phải tham gia con đường, sẽ thi vào một khối trường liên quan đến công an, quân đội, sư phạm hay là kinh tế nào đó. Thì lúc đó tôi đang theo khối A và lớp 12 thì lúc mà cái khoảng dao động mà không biết là lựa chọn lên thi vào trường nào. Vì đặt ra một cái câu hỏi và đặt ra những sự lựa chọn thì cuối cùng là tôi đã quyết định thi vào trường Kinh tế Quốc dân. Thì thi vào Kinh tế Quốc dân đó cái niềm rất là vui và trong cái suy nghĩ khi tôi thi đỗ thì cả nhà đã rất là hạnh phúc, rất là vui. Vì có thể là mai sau con mình sẽ trở thành một doanh nhân hay là một nhà kinh tế hay là một nhân viên ngân hàng mà mọi người đều rất là kỳ vọng. Thế thì sau khi mà bắt bước chân vào kinh tế thì tôi đã mường tượng ra được là kinh tế sẽ phải làm gì. Thì lúc đó thì toàn bộ quá trình thời kỳ sinh viên thì tôi bắt đầu đi làm. Tôi có một cái nhóm là nhóm sinh viên năng động 8X ngày xưa, thì chắc anh chị ngày xưa nếu quan tâm thì cũng đã lên hình và lên báo chí cũng khá nhiều. Chúng tôi có tham gia các dự án kinh doanh, tham gia các dự án cộng tác với các khối ngân hàng và làm du lịch và làm cho các bạn sinh viên những cái sự kiện trong trường. Thì từ những cái việc mà ekip thực hiện chương trình, những các bạn cộng tác viên của tôi là các bạn sinh viên rất năng động của trường Kinh tế Quốc dân, chúng tôi gộp lại với nhau để chạy các chương trình sự kiện của các công ty ngoài đến vào trường kinh tế. Thì sau một khoảng thời gian đấy thì tự nhiên là thấy là tôi vừa làm kinh tế nhá, thì sau đó thì tôi đi tổ chức sự kiện. Sau một thời gian sau thì một số kênh truyền hình biết là trong trường kinh tế có một cái nhóm này rất là sôi động, rất vui. Họ lại mời đến để tham gia làm cổ động viên cho các chương trình và làm cộng tác viên cho một số kênh chương trình. Tôi nhớ ngày xưa là có kênh truyền hình hồi đấy tôi học sinh viên có trình mới ra là kênh VTV6. Thì họ đến lựa chọn để tuyển chọn những gương mặt mà năng động của các trường kinh tế và các trường sân khấu điện ảnh và trường báo chí. Thì nhóm của tôi đã được mời đến để nói chuyện. Thì đấy là một cái trường hợp thứ nhất. Sau đó thì một thời gian sau thì có rất nhiều cái số điện thoại ở các anh chị ở đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hồi đấy tôi nhớ làm chương trình Sound Live là muốn nói là muốn có cổ động viên rất sôi động từ các trường đến để cổ vũ cho chương trình cho nó sôi động. Thì rất là vui vì không biết rất là bất ngờ vì sau cả một khoảng thời gian chúng tôi đi trải nghiệm ở trường thì đã có nhiều người biết tới như thế, các kênh truyền hình và báo chí. Thế là tôi là người chịu trách nhiệm, gọi người ta gọi là cheerleader đấy, tức là người đội trưởng đội cổ động viên. Thì đi tham gia để chỉ đi cổ vũ thôi, vẫy tay rồi vỗ tay và hò hét để cho cái chương trình nó sôi động. Đến năm 2006 khi mà ra một chương trình ở V3, có một chương trình game show phát sóng trên VTV3. Thì tôi đang là trợ lý đạo diễn cho một chị hồi đấy đặt là đạo diễn sàn của chương trình. Thì sau khi làm trợ lý được khoảng 3 tháng thì lúc đấy thì chị có việc, chị phải sinh cháu. Thì cả ekip lúc đấy thì không biết là sẽ nên tìm ai để thay thế vị trí này. Thì lúc đó thì có một anh tổng đạo diễn của chương trình, anh với hỏi chuyện với tôi, đề nghị trong buổi sáng cũng khá đẹp rồi. Anh hỏi là thế suy nghĩ của em như nào khi mà anh đặt cho em vai trò là đạo diễn sàn. Hồi đấy tôi là sinh viên mà tôi chưa mường tượng ra đạo diễn sàn nó sẽ như thế nào, mà tôi chỉ biết là cái công việc của chị đạo diễn sàn ở trong cái chương trình đấy là như thế nào. Tôi quan sát. Thì
tôi hồi hộp và tôi lo lắng, tôi không biết là sẽ có nhận lời hay không và mình có đủ tự tin hay không để mình làm việc đó. Thế ngày hôm sau thì anh có mời tôi đến trường quay một chương trình khác. Anh bảo như thế này, anh chỉ dẫn cho tôi. Thì bắt đầu đến khoảng một tuần sau thì bắt đầu ghi hình lại. Với hồi đấy chúng tôi ghi hình 4 số. Thì chị đã nghỉ rồi, chị đạo diễn sàn đã nghỉ và anh tổng đạo diễn bảo tôi là chức vụ đạo diễn sàn, hồi hộp lắm. Thế là sau bắt đầu vào ghi hình số đầu tiên thì tôi nhớ lại tất cả những cái gì mà chị ấy làm. Chị làm ở trong chương trình điều khiển ra làm sao. Thì may quá thì cái hồi mà tôi khi làm sinh viên thì tôi đã được có được khoảng trải nghiệm là ở các chương trình thì tôi cũng đứng ra để trò chuyện cùng khán giả. Các bạn biết là ở trong truyền hình thì có khâu là chuẩn bị ghi hình thì công tác là nói chuyện cùng với khán giả, hướng dẫn các người chơi hay là hướng dẫn diễn viên ở trong chương trình để theo tuyến đi của họ và hướng dẫn khán giả vỗ tay như thế nào và nghệ sĩ phải đi đứng ra làm sao xuất hiện như thế nào. Thì hồi khi ở tổng qua công tác viên thì tôi đã làm được việc đấy. Thì lúc mà vào chương trình đó thì tôi đã hoàn thành rất tốt. Và ngày đầu tiên thì mọi người đã rất là khen và tôi rất là sướng miên man. Và tương tự như vậy thì đến 4 ngày sau khi chúng tôi ghi hình được 8 số ghi hình thì đó là cái khoảng thời gian mà hoàn thành tốt nghĩa vụ công việc của mình trên vai trò đạo diễn sàn. Mà lúc cái vai trò đạo diễn sàn thì tôi chỉ biết là à, các công việc của chị ấy là như vậy thôi. Còn để sâu xa nghĩa là để hiểu ra một đạo diễn sàn cần thêm những yếu tố nào thì tôi lúc ấy hoàn toàn là mơ hồ. Vì chưa bao giờ tôi đọc những thuật ngữ của truyền hình và tôi chỉ biết những công việc mà chị ấy làm như thế nào và tôi làm theo. Thế là sau đó theo 8 số sau thành công thì mọi người cũng đánh giá rất cao. Và từ đó thì tôi trên sóng truyền hình là có ghi tên đạo diễn sàn. Về cả nhà khoe là còn đạo diễn sàn chương trình này. Thế là mọi người cứ đến giờ chủ nhật, tôi nhớ là lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần thì là phát sóng thì cả nhà chạy thấy generic vui lắm. Và cả nhà thấy rất là tự hào. Nhưng mà lúc đấy thì lại có nhiều sự trăn trở. Có nhiều sự trăn trở vì tại sao học kinh tế liên quan gì đến truyền hình, liên quan gì đạo diễn sàn đâu. Nhưng mà nói gì thì nói là có lẽ là anh đã có một thời sinh viên khá là năng động, được làm rất nhiều những công việc khác nhau ở nhiều vai trò vị trí khác nhau. Và điều quan trọng là anh cảm thấy hứng thú và đam mê với những việc mà mình làm. Nhưng mà ngay tại thời điểm đó anh cũng vừa nói rằng là có một điều trăn trở giữa là mình đang học chuyên môn về lĩnh vực kinh tế, rồi mình tham gia rất nhiều công việc bên truyền hình như vậy. Anh có nghĩ rằng ngay cái tại thời điểm lúc anh còn là sinh viên chưa tốt nghiệp ra trường, anh có nghĩ rằng là mình sẽ từ bỏ lĩnh vực chuyên môn để đi theo cái niềm đam mê trái ngành của mình không? Thực ra thì khi mà học ở trong trường thì đang bị đấu tranh giữa hai nguồn tư tưởng. Khi mà sinh viên thì tôi đang cứ lăn lộn, tôi đi chạy theo truyền hình. Tôi cứ thấy chương trình truyền hình nào mà các anh chị cần có cộng tác viên làm biên tập, hay thấy một chương trình nào mà họ mời tham gia là trợ lý cho các đạo diễn, hay thấy một cái MV ca nhạc hay bộ phim nào đó thì tôi cứ rất thích theo, tôi đam mê, tôi chạy theo nó. Thế nhưng mà khi mà quay trở lại với nhà trường thì lúc đó thì thấy là mình lại phải nghĩ khác. Tức là các bạn bè đang ở trong giảng cùng giảng đường với tôi, họ đang rất là nhiệt huyết, say sưa để làm các bài tập. Họ làm nhiều thứ. Và trong khi đó thì lúc mà thời gian học thì tôi thường là tôi vẫn thỉnh thoảng tôi vẫn bỏ học để tôi chạy theo truyền hình. Nhưng quay trở lại thì mới thấy là đang bị do dự. Bởi vì niềm tin của gia đình cũng như là họ hàng đã đặt vào trên vai của mình là mình phải trở thành một người tốt nghiệp, hoàn thành tốt cái sứ mệnh là mình đi học là sinh viên, là phải học tốt cái kiến thức của mình. Và ra trường là phải có công ăn việc làm ổn định và định hướng là phải làm ngân hàng hoặc là về tài chính. Định hướng rất rõ ràng. Còn khi mà tôi đang chạy theo truyền hình thì tôi không biết đang chạy theo cái gì đây. Không biết là tôi sẽ làm cái gì. Khi mà làm việc với anh Cường thì cái sức trẻ của anh Cường đã truyền sang cho em. Và cái niềm khát khao cháy bỏng về cái công việc, rồi là cái khát khao để làm sao có thể hoàn thành tốt tất cả mọi việc khi mà được giao trọng trách gì đó thì anh Cường làm rất là tốt. Ở bản thân Cường thì có một cái sự nhanh nhạy của một người làm nghề, có một cái sự đĩnh đạc của một người mà đã từng trải trong công việc, va vấp nhiều trong công việc, và cũng có một cái cách làm việc tương đối khoa học và chặt chẽ. Thì tôi tin tưởng rằng Cường sẽ có những cái bước tiến dài hơn trong nghề nghiệp. Thì tôi thấy Cường là một người luôn luôn cầu thị trong cả công việc cũng như cầu thị trong tất cả mối quan hệ bạn bè. Thì tôi thấy Cường là một người đáng để những người đàn anh như tôi cũng nhìn vào để học hỏi. Đó là một tấm gương. Rất là may, bởi vì khi mình làm việc với một đạo diễn trẻ thì luôn luôn có một sự thuận lợi, đó là sự gần gũi của người bạn này. Tính chuyên nghiệp và sự nhiệt huyết của một người trẻ. Nên do vậy rằng là bất kỳ chương trình nào khi mà
Công Cường làm đạo diễn và Dung được tham gia chương trình thì Dung đều cảm thấy rằng là đó là một cái niềm vui rất là lớn. Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một đoạn clip ngắn. Trong đoạn clip này thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của những đối tác, những bạn bè và thậm chí là những lớp đàn anh, đàn chị trong nghề nói về tài năng cũng như là nhiệt huyết của đạo diễn trẻ Hoàng Công Cường. Và có lẽ không dễ dàng gì khi để những người có uy tín, vai trò trong giới nghệ thuật, văn hóa giải trí đưa ra những lời khen có cánh dành cho đạo diễn trẻ Hoàng Công Cường như vậy. Thưa anh Hoàng Công Cường, anh nghĩ sao? Anh cảm thấy như thế nào qua những lời khen của bạn bè, đồng nghiệp dành cho anh? Trước tiên thì phải xin được cảm ơn những lời khen của các anh chị và các đồng nghiệp. Cũng rất là vui, hơi bất ngờ một chút vì tôi nhận được những lời khen như thế này. Thực ra đó là cái niềm vui và cái niềm tự hào của không chỉ bất kỳ những người đạo diễn hay là bất kỳ nghề nào khác. Khi mình hoàn thành xong tác phẩm của mình hay mình phối hợp với một ai đó để làm một công việc gì đó mà họ cảm thấy hài lòng, họ thấy niềm vui, thì đó là cái niềm động lực rất lớn đối với mình để mình tiếp tục trên cái con đường của mình lựa chọn. Thì các anh chị và các bạn vừa rồi phỏng vấn thì đều là những người đã thành đạt, đã trưởng thành hơn tôi cũng khá lâu rồi, trước thời điểm của tôi có những giai đoạn như bây giờ. Chính từ những lời khen đó sẽ là những cái áp lực cho chúng tôi để chúng tôi sẽ phải tiếp tục để có những lời khen tiếp theo và luôn phải như vậy. Chúng tôi phải cố gắng để có những cái sự hài lòng đến tất cả những khán giả, đến tất cả những anh em đồng nghiệp làm cùng với chúng tôi và sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Vậy anh đã cố gắng và phấn đấu như thế nào để nâng cao chuyên môn của mình nhiều hơn? Bởi vì cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là tốt nghiệp, là cử nhân của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Tôi đã đi học trường sân khấu điện ảnh. Sau khi mà học xong Kinh tế Quốc dân thì phải học xong đi tham gia làm học khoa đạo diễn của trường sân khấu điện ảnh để trải nghiệm thêm về kỹ thuật ngữ cũng như là những cái kinh nghiệm về truyền hình và rèn giũa. Tức là tôi cũng tham gia một số cái dự án phim của nước ngoài, tham gia một số cái dự án mà họ giảng dạy tại Việt Nam để tìm hiểu thêm một số công nghệ cũng như là cách thức làm với các chương trình truyền hình hay làm phim hay làm cái MV ca nhạc hay TVC quảng cáo của nước ngoài. Thường xuyên phải học hỏi và trao dồi, vì có đó là những cái mà chúng tôi thường xuyên phải update liên tục để làm mới mình và học hỏi những cái sự hiện đại. Tôi cũng đã được những người bạn nói về Hoàng Công Cường là và khá ấn tượng về phong cách làm việc của anh, có điều gì đó là sáng tạo, trẻ trung và rất năng động của tuổi trẻ. Nhưng mà trong đó cũng là những trăn trở rất là sâu lắng về con đường mà anh đang theo đuổi, đó là gì ạ? Đúng là trăn trở bạn ạ. Thực ra là khi mà những người đạo diễn trẻ như chúng tôi thì chúng tôi là lớp kế cận của những đạo diễn lớn đi trước. Chúng ta khi mà đi làm chương trình hay là làm bất kỳ một sự kiện nào đó thì tôi luôn trông hướng về những cái cây gạo cội, những đạo diễn gạo cội. Họ đi trước chúng tôi hàng rất là nhiều năm. Và những cái sản phẩm mà các anh đạo diễn đi trước anh đã đạt được thì đó là một cái khoảng mà những người đạo diễn trẻ của chúng tôi luôn phải ao ước để theo đuổi. Tuy nhiên thì chúng tôi lại có những cái mặt lợi thế. Mặt lợi thế của chúng tôi là sự sáng tạo, năng động, trẻ trung và chúng tôi biết tìm tòi những cái mới, tìm những chất liệu mới để ra đời những sản phẩm mới. Cái trăn trở của tôi lớn nhất đó là tôi sẽ phải làm một cái sản phẩm nào đó mang tên tuổi của mình. Thực sự là với mỗi người đạo diễn đều phải có một cái sản phẩm riêng cho mình, mang dấu ấn riêng của mình và thực sự là có điểm nhấn mạnh mẽ. Và điều trăn trở lớn của tôi là tôi đang vẫn theo đuổi một cái bộ phim của tôi được công chiếu cho khán giả. Thì đó là mà tôi cũng suy nghĩ. Và trong tất nhiên là ngoài phim ra thì tôi là thường là sở trường về các đạo diễn về show và truyền hình. Thì với tôi, với mỗi một chương trình thì tôi luôn tâm niệm là luôn làm mới các chương trình với những concept mới. Có nhiều cái chương trình thì họ đặt ra một đề bài như vậy, thế nhưng mà chúng ta lại ốp cái kịch bản theo một cái chương trình trước đây tôi đã làm. Thì điều đó thì hoàn toàn những người đạo diễn như chúng tôi không bao giờ chấp nhận. Với một đề bài như vậy chúng tôi luôn phải thay đổi, làm mới. Và liên tục phải làm mới các chương trình để thay đổi, có những không gian khác nhau và có những concept ý tưởng khác nhau thì nó mới tạo ra sự khác biệt. Và có những lúc mà khi tôi đi nhận show chương trình ấy, tôi bị cạn ý tưởng. Tức là hồi tôi nhiều cũng có thời gian bị nhiều việc quá và tôi không nghĩ ra được cái gì mới mẻ quá. Không nghĩ ra được cái gì mới mẻ. Nếu mà chạy theo xu hướng thị trường chẳng hạn, làm để bảo an toàn, thành công và mọi người đánh giá cao thì không có vấn đề, nhưng mà để làm cái niềm đam mê của mình, làm cho một cái sản phẩm sau khi mình xem hay là mình thực hiện xong mình cảm thấy thích thú và nhớ mãi với cái chương trình đó, thì đó là cái mà mình lưu tâm và tôi rất trăn trở vì đó. Vẫn phải tìm tòi, luôn làm mới
Và nếu như giả sử không làm mới được, tôi xin từ bỏ, tôi không làm nữa. Và đó hẳn là cá tính riêng của anh. Vâng. Anh vừa chia sẻ là một trong những điều trăn trở của anh đó là một bộ phim tương lai sắp tới. Anh có thể bật mí với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình một số điều điểm nhấn mà anh muốn có trong bộ phim hoặc là một số điều đặc biệt trong bộ phim này. Thường thì tôi đang có một cái chương trình này để khởi động cho bộ phim đó. Cái chương trình nói đấy, chương trình kiến thức cho em được phối hợp với Hội đồng đội Trung ương và công ty của tôi để làm thực hiện. Cái chương trình là mang tính từ thiện cho các em nhỏ trên khắp cả nước có những cái trang sách để các em ấy hội nhập với kiến thức của nước ngoài và cũng như là tư duy về đọc sách. Thì tôi đang muốn làm một cái bộ phim về từ thiện dành cho tất cả các em nhỏ, bộ phim dành cho các em nhỏ nơi mà ở vùng sâu vùng xa, nơi hải đảo, tất cả các em nhỏ đó đang ngày ngày cắp sách tới trường và họ đang phải gặp nhiều khó khăn ở trong cuộc sống. Tuy nhiên trong những hoàn cảnh khó khăn đó, các em nhỏ đấy đã có rất nhiều những người thành công và họ vượt qua những số phận của chính mình, vượt qua những hoàn cảnh của riêng mình để bứt phá trở thành một người con người thành đạt. Và họ đã trải qua những chặng đường như thế nào đó thì đó là những cái chất liệu manh mún đầu tiên mà tôi muốn thực hiện một cái cậu bé về một vùng quê nghèo. Đó là một cái chất liệu cũng tôi cũng ấp ủ từ lâu và tôi thường thì tôi thích làm những cái gì liên quan đến sự nghèo khổ vươn lên và họ sẽ thành công một cái ngoạn mục. Pháo đâu? Diêm đây. Chớm pháo. Chuẩn bị nổ. Rồi, cả 1, 2, vào. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là những thành công sẽ đến với bộ phim trong tương lai của anh, nằm trong dự định của anh, đúng như những gì mà anh vừa chia sẻ. Bên cạnh đó thì trong tương lai anh còn có những cái dự định nào khác tiếp theo? Dự định thì nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại thì tôi đang làm các chương trình liên quan đến từ thiện. Sở trường của tôi thì có một công ty và công ty đó thì chuyên tổ chức các chương trình liên quan đến người đẹp, hoa hậu và các cuộc thi. Thì thời gian tới thì sẽ có các chương trình liên quan đến một chương trình về trẻ em. Chúng tôi phối hợp với cả bên báo Nhi Đồng. Thì các bạn xem MV, xem clip vừa rồi thì các bạn thấy một chương trình cũng khá lớn để dành cho trẻ em. Một chương trình mang tính từ thiện, mang tầm quốc gia và tôi đã chia sẻ với anh Phúc vừa rồi. Và một chương trình về sắc đẹp. Và thời gian tới thì sẽ có rất nhiều live show mà tôi phối hợp cùng với cả các đạo diễn khác để thực hiện một ấp ủ live show lớn. Và có... hơi kể hơi nhiều nhưng mà có một cái dự án về một chương trình về truyền hình rất độc đáo và đặc biệt cùng với cả đạo diễn Đỗ Đức Thành, người cùng với tôi sẽ cùng gây dựng để xây dựng một chương trình được phát sóng trên truyền hình và ra mắt vào tháng 8 năm 2013. Và đó cũng là cái dự án mà chúng tôi rất là trăn trở trong nhiều tháng vừa qua rồi. Chúng tôi một lần nữa cũng hy vọng rằng là tất cả những dự định, những ấp ủ của anh trong tương lai sẽ sớm trở thành hiện thực. Và cũng phải nhấn mạnh với quý vị rằng là có lẽ đối với một người đạo diễn trẻ tuổi như thế này phải có một cái cơ sở, một cái nền tảng như thế nào thì mới có nhiều dự định như thế vạch ra trong tương lai, đúng không ạ? Đúng như vậy ạ. Thì thường thì những cái thời gian mà rảnh nhất là những thời gian mà tôi bận nhất. Tôi với những người đạo diễn như chúng tôi thì luôn đi tìm tòi những chất liệu mới, đi tìm tòi những cái sản phẩm mới và những ý tưởng mới từ... học đến những người đi trước và những người nền điện ảnh cũng như là truyền hình tiên tiến của thế giới. Và cứ mỗi một lần đi xem như vậy thì chúng tôi đã nảy ra một cái tư duy, một ý định để chúng tôi sẽ thực hiện một chương trình. Và tôi muốn làm những cái gì, một chương trình nào đó mới mà chưa ai thực hiện. Mình làm một cái gì của riêng mình theo tông của mình và nó là một cái rất là độc đáo và sẽ được khán giả chờ đón. Thì luôn trăn trở đó là chúng tôi luôn phải động não và tư duy để tạo ra những sản phẩm sáng tạo mới. Khi đứa con tinh thần ra đời, cũng là lúc Hoàng Công Cường ngập tràn những dự định và lòng quyết tâm để thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ. Một chàng trai trẻ với một công ty trẻ, cùng với đội nhân viên cũng còn rất trẻ, nhưng dường như trong họ như được truyền thêm sức mạnh, sự nhiệt huyết với nghề. Văn bản hợp đồng, đúng không? Hợp đồng của chương trình, hợp đồng tài trợ ấy.
kiến các bạn biên tập đã gửi cho bạn chưa? Tham gia vào một cuộc họp bàn ý tưởng của công ty do anh chủ trì, khí thế hừng hực đầy sức sống của những người bạn trẻ đã khiến cho chúng tôi như bị cuốn theo những ý tưởng, những sáng tạo thú vị của họ. Còn với riêng anh tự nhận phong cách đạo diễn của mình như thế nào? Tôi là một người đạo diễn mà theo xu hướng là rất là vui vẻ. Khi thường thì khi những người làm việc hay diễn viên khi làm việc với tôi thì thấy là, hoặc là các bạn mới khi làm việc với tôi thấy là đầu tiên ông thấy khó tính. Và nghĩ là đạo diễn phải khó tính và quát nào. Nhưng với tôi thì tôi là người cực kỳ vui vẻ. Tôi luôn tạo ra một không khí cởi mở và gần gũi với tất cả mọi người. Và từ những lúc mà gần gũi và cởi mở như vậy thì mình với sự sáng tạo hay như đầu óc của mình nó mới thoải mái để mình sáng tạo ở trong cái quá trình mình đi làm việc. Tôi chỉ là một người nói rất đơn giản, thích tìm tòi những cái mới, thích sự sáng tạo, thích sự khác biệt và không muốn giống ai. Đó là như vậy. Tức là mình muốn với một cái như thế này, một chương trình như thế này, mình làm ra một cái sự khác biệt là không theo cái mô típ gì cả. Và tôi muốn làm theo ý tôi. Tôi muốn làm theo những cái sản phẩm mà theo tôi nghĩ đó là tốt, và tốt cho tất cả mọi người thì tôi sẽ làm. Còn không theo bất kỳ một cái mô típ nào, cứ chạy mãi từ đầu đến cuối như thế ạ. Xin cảm ơn anh Hoàng Công Cường rất nhiều đã tham gia chương trình Đường Đến Thành Công cùng với chúng tôi ngày hôm nay, cùng với những câu chuyện mà anh chia sẻ về chính cuộc đời của anh, từ một chàng cử nhân trường Kinh tế Quốc dân Hà Nội chuyển hướng sang lĩnh vực văn hóa giải trí, trở thành đạo diễn khá thành công ở những chương trình truyền hình và những sự kiện ở bên ngoài. Chắc chắn là con đường phía trước của anh còn rất là dài, chính vì thế mà chúng tôi xin được chúc cho những thành công sẽ còn tiếp tục đến với đạo diễn trẻ Hoàng Công Cường. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một góc nhìn lạ để theo dõi những hình ảnh mới lạ hơn về chính nhân vật của chương trình Đường Đến Thành Công, đạo diễn trẻ Hoàng Công Cường. Và cùng với những hình ảnh này, chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt tới quý vị tại đây. Hãy nhớ đón theo dõi chương trình Đường Đến Thành Công trên kênh truyền hình Net Việt VTC10. Sau mỗi chương trình, Hoàng Công Cường thoát ra khỏi tác phẩm để cân bằng chính mình. Anh lắng đọng, thả trôi cảm xúc theo những giai điệu của âm nhạc, cho vơi đi những nồng nàn mà trái tim anh đã dành chọn cho tác phẩm. Bởi chỉ có vậy, anh mới có thể khơi gợi một cảm xúc hoàn toàn khác cho những chương trình tiếp theo. Anh tìm kiếm những ý tưởng cũng như sự mới mẻ trong chính cuộc sống đời thường, thậm chí chỉ trong một phút thả trôi mình giữa con phố cổ Hà Nội mà anh đã từng gắn bó, cũng đủ khơi gợi cho anh một trí tưởng tượng phong phú. Cho dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, một hình ảnh mà anh bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống cũng mang đến cho anh một sự liên tưởng sâu sắc cho những tác phẩm của mình. Chính vì điều này, các chương trình của anh đã truyền đến cho khán giả xem những cảm xúc rất thật, nó len lỏi trong con người, những vấn vương suy ngẫm. Mọi người cho rằng Hoàng Công Cường có chất nghệ sĩ rất đậm nét, thậm chí có cái gì đó bay bướm trong mỗi tác phẩm, hay ngay cả trong phong cách khi đang làm việc. Trong anh luôn cuộn trào những hoài bão khát khao thể hiện một ý tưởng nào đó thật chân tình, sinh động và náo nhiệt. Hơn bao giờ hết, anh đang chín muồi với tuổi nghề căng tràn sinh lực, nhiệt huyết và đam mê. Trải qua chưa đủ nhiều về tuổi nghề như các bậc tiền bối đi trước, nhưng anh có vẻ thấm thía những chuyện thế thái nhân tình. Đó có thể là vốn sống để anh có thể cảm nhận được tác phẩm khi dàn dựng. Anh tâm sự, anh rất cần thời gian, sao thời gian lại vội vã với anh đến vậy? Anh có cảm giác không có đủ thời gian cho anh làm việc, không đủ thời gian cho những phút giây thăng hoa trong nghệ thuật. Có lẽ chính vì vậy, anh luôn sống với một trái tim nóng bỏng, cuồng nhiệt với nghề.